Web3, tương lai của Internet hay chỉ là bong bóng tiếp theo? Theo các chuyên gia, nếu Web 1.0 là một cuộc cách mạng về thông tin, Web 2.0 là cuộc cách mạng về tương tác, thì Web 3.0 là một cuộc cách mạng về cách lưu trữ dữ liệu và quyền riêng tư. Nhiều người thậm chí còn cho rằng Web 3.0 chính là tương lai của Internet. Vậy thì thực chất Web 3 là gì? Nó có thực sự tốt như những lời đồn đoán hay không? Hãy cùng Lê Yến tìm hiểu trong video này nhé! Web 3 là gì? Để hiểu hơn về Web 3, chúng ta cần ngược dòng thời gian để biết thêm những điều cơ bản về lịch sử Web. Khởi nguồn của Web là thế hệ Web 1.0 hay còn gọi là thế hệ Web hiển thị thông tin, Static Website, được ra đời vào năm 1989 cùng với sự xuất hiện của Internet. Tuy nhiên, Web 1.0 lúc đó căn bản chỉ là những dòng text được gắn thêm các đường link dẫn đến những web khác. Người dùng hầu hết chỉ là những người tra cứu thông tin, không thể tương tác với nội dung mình đọc được. Việc sáng tạo nội dung để đăng lên web cũng rất bị hạn chế vào thời điểm đó. Thành quả tiêu biểu của thế hệ Web 1.0 chính là các trang thông tin tỉnh của các công ty, tập đoàn hay các cổng thông tin báo chí cơ bản. Còn về mặt công nghệ thì có thể hiểu rằng Web 1.0 là những trang web mà mã nguồn chỉ có phần front-end, tức là chỉ có mã HTML, CSS, chứ không có hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào cả. Cùng với sự phát triển của Internet và số lượng người dùng, các nhu cầu mới trên nền tảng web cũng phát sinh. Vậy là thế hệ Web 2.0 ra đời và phát triển mạnh mẽ cho tới tận ngày nay. Web 2.0 có gì đặc biệt? Nó khắc phục được việc truyền tải thông tin một chiều, cho phép người dùng tương tác với trang web theo các yêu cầu riêng biệt. Với Web 2.0, bạn có thể dễ dàng đăng ký tài khoản, bình luận, tạo bài viết, post video trên YouTube hay tạo trang mạng xã hội riêng của mình trên Facebook, Twitter. Về mặt công nghệ thì có thể hiểu rằng Web 2.0 là những web có mã nguồn gồm cả phần front-end và back-end, tức là có thêm ngôn ngữ server như PHP, Node.js, Java, cùng với một hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào đó, MySQL, MongoDB. Nhờ có Web 2.0 mà thế giới Internet dần trở nên phẳng hơn rất nhiều, những gì mà các trang Web 2.0 mang lại thật sự rất tuyệt vời. Mọi người trên thế giới có thể tương tác với nhau và tiếp cận nhiều thông tin hơn, giúp thế giới trở nên thông suốt. Những trang web 2.0 tiêu biểu nhất có thể kể đến đó là Facebook, Twitter, YouTube, vốn đã trở nên quá quen thuộc với chúng ta ngày nay. Tuy nhiên, giống như bao phát minh khác, mạng Internet mà chúng ta đã quen thuộc cũng có nhiều ưu khuyết điểm riêng. Trong vòng hơn 30 năm kể từ khi Internet ra đời, cách mà dữ liệu và thông tin được truy xuất chưa bao giờ thay đổi. Dữ liệu được lưu trữ và quản lý tập trung trên một máy chủ độc lập, được gửi hoặc truy xuất bởi nhiều máy khách. Nói cách khác, một hoặc một nhóm quản trị viên sẽ toàn quyền quản lý dữ liệu và chịu trách nhiệm cho mọi ảnh hưởng đến cơ sở dữ liệu của tất cả những người dùng. Có thể nói, người dùng Internet hiện nay về bản chất đã tự đánh mất quyền kiểm soát dữ liệu và thông tin cá nhân của mình, với đầu bên kia là máy chủ của trang web hoặc ứng dụng. Điều này đã tạo ra một vấn đề nhức nhối của thời đại. Thông tin cá nhân bị khai thác như mỏ vàng và các mạng xã hội thao túng người dùng thông qua thông tin mà họ đề xuất tiếp cận. Việc lưu trữ và chuyển giao thông tin qua nhiều máy chủ cũng tạo cơ hội cho sự thiếu minh bạch, tăng chi phí và giảm tốc độ xử lý. Trước thực tại đó, việc sáng tạo ra công nghệ blockchain được nhiều người ví như việc phát minh ra Internet lần thứ hai. Blockchain là một hệ thống lưu trữ dữ liệu phi tập trung, không có điểm trung gian kiểm soát dữ liệu. Do đó, người dùng có toàn quyền sở hữu và quyết định chia sẻ thông tin của mình và họ cũng không cần phải lo lắng về việc thông tin của mình bị xâm phạm hoặc khai thác. Nhờ đó, thế hệ Web 3.0 hay Web 3 đã được ra đời dựa trên blockchain, về cơ bản là thừa hưởng những đặc tính từ anh chị Web 1 và 2. Thế nhưng, so với các phiên bản trước, người em Web 3 hiển nhiên vượt trội hơn ở việc các giá trị, nội dung hay sản phẩm chất xám của người dùng Internet sẽ thuộc quyền sở hữu của chính họ, thay vì là của các đơn vị cung cấp dịch vụ như Facebook, Amazon, Google, Twitter. Song song với đó, một số đặc điểm nổi bật của Web 3 phải kể đến, như loại bỏ hoàn toàn các bên trung gian, dữ liệu sẽ không bị sửa đổi và thao túng, hoạt động không ngừng nghỉ suốt 24/7 do các dịch vụ trên Web 3 không có một máy chủ cố định, kết nối thông minh giữa IoT và công nghệ AI, người dùng có thể sử dụng các thiết bị kết nối Internet được gắn thẻ ngữ nghĩa chung để cung cấp các website phù hợp, trực quan và cá nhân hóa trải nghiệm. Web 3 chính là tương lai của Internet. Nhiều người cho rằng Web 3 chính là tương lai của Internet, sẽ dần thay thế Web 1 và Web 2. Rõ ràng Web 3 là một ý tưởng tràn đầy tiềm năng.
Trên thực tế, nhiều công ty lớn đã bắt tay vào phát triển Web3 ở nhiều khía cạnh, từ cơ sở hạ tầng cho đến theo hướng ứng dụng. Theo tạp chí Fortune, chỉ trong năm 2021, các nhà đầu tư đã chi khoảng 27 tỷ đô để đầu tư vào các dự án Web3 tiềm năng. Thậm chí, CEO và nhà sáng lập Meta Mark Zuckerberg từng phát biểu, cũng giống như NFT, nền tảng Web3 và Metaverse là sự phát triển tự nhiên tiếp theo trong cách mà chúng ta tương tác, liên hệ và giao tiếp với nhau. Đồng sáng lập và CEO của BHO, một nền tảng cung cấp cơ sở hạ tầng cho các dự án Web3, ông Phan Đức Nhật chia sẻ thêm, có nhiều quan điểm và nhận định trái chiều về Web3. Tuy nhiên, trong năm 2021, dòng tiền đầu tư trị giá hàng tỷ đô la vẫn tiếp tục đổ về các dự án này. Do đó, nếu nắm được xu hướng, người dùng sẽ không bị bỡ ngỡ với sự thay đổi của công nghệ. Theo thời gian, Web3 cũng dần trở nên hấp dẫn đối với các tài năng hàng đầu của Big Tech khi họ lần lượt lấn sân hoặc chuyển hẳn về phát triển Web3. Cựu CMO, giám đốc tiếp thị của Novi, dự án ví điện tử của Meta, đã đảm nhận vị trí tương tự tại Circle, một công ty thanh toán trên blockchain. Cựu tổng giám đốc của AWS, Edge Services thuộc Amazon, giờ đây cũng đã trở thành CTO của Gemini, cựu CFO của Lyft và cựu giám đốc của Uber, giờ cũng đang đầu quân cho OpenSea. Ngoài ra, cựu giám đốc bộ phận gaming của YouTube cũng đã chuyển sang Polygon Studios, một startup về tiền mã hóa lâu năm, giờ đang phát triển các ứng dụng cho Web3. Tại Trung Quốc, Web3 đang nhận được rất nhiều sự quan tâm. Michael, một sinh viên năm 3 tại Trung Quốc cho biết, cậu đang điều hành một nhóm thảo luận về Web3. Nhóm thường họp vào mỗi tối chủ nhật và các thành viên sử dụng Twitter Spaces để trò chuyện. Họ thảo luận về các phân tích kỹ thuật, xu hướng ngành, những dự án Web3 phổ biến hoặc thuyết trình về một số ý tưởng kinh doanh mới. Những nhóm Web3 như trên không hề hiếm tại Trung Quốc. Với những người như Michael và thành viên trong nhóm chat, kỷ nguyên di động đã đem tới thành công cho những người đang ở độ tuổi 40 hoặc 50. Do đó, cơ hội nghề nghiệp và sự giàu có với thế hệ của họ đều nằm trong Web3. Thậm chí, trong kế hoạch phát triển 5 năm lần thứ 14, lần đầu tiên chính quyền thành phố Thượng Hải đã đưa Web3 trở thành một nội dung trong văn kiện. Theo đó, các công nghệ Web3 chủ chốt sẽ nằm trong nỗ lực của thành phố nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng thông minh. Các ứng dụng của những công nghệ này đã xuất hiện trong giao thức xác thực phi tập trung OpenID, hệ thống tên miền phi tập trung và thông tin liên lạc mã hóa đầu cuối. Việt Nam và trào lưu làm Web3. Chỉ trong một thời gian ngắn, các startup về Web3 Việt Nam đã thu hút sự chú ý của các quỹ đầu tư quốc tế. Đầu tháng 9 năm 2022, cuộc thi BNB Chain Web3 Accelerator Việt Nam do Binance tổ chức đã quy tụ 150 dự án trong nước tham gia. Đến giữa tháng, Near, Thụy Sĩ cũng thành lập trung tâm Web3 tại Việt Nam. Và trong sự kiện ngày 18 tháng 10 năm 2022, đại diện dự án Polkadot cũng nhấn mạnh Việt Nam đang là một trong những điểm nóng về phát triển Web3 trên toàn cầu. Do đó, hệ sinh thái blockchain này quyết định đầu tư vào Việt Nam để xây dựng nguồn nhân lực cho Web3. Khác biệt lớn nhất của làn sóng Web3 ở Việt Nam so với trào lưu GameFi là sự tham gia của cả các tập đoàn công nghệ lớn chứ không chỉ là startup thôi. Tại hội nghị thượng đỉnh Blockchain Việt Nam hôm 19 tháng 10, ông Vũ Anh Tú, giám đốc công nghệ của FPT khẳng định Web3 và Blockchain đã được ứng dụng vào hệ sinh thái Made by FPT để phát triển những sản phẩm, giải pháp, nền tảng có tính mở, linh hoạt, bảo mật, có tính ứng dụng cao trong mọi lĩnh vực, mang lại giá trị bền vững cho khách hàng trên toàn cầu. Cuối tháng 10 năm 2022, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa đã tổ chức sàn diễn Catwalk kết hợp online và offline. Trong show diễn Anne trên Web3, khán giả có thể xem người mẫu ảo trình diễn các bộ sưu tập thời trang trong một không gian số sống động. Bên cạnh đó, một số nền tảng thương mại điện tử như Tiki, Fado cũng áp dụng công nghệ để mở rộng tệp khách hàng và đem đến những trải nghiệm mới cho người dùng. Mặc dù Web3 đã và đang tạo được nhiều sự chú ý, thế nhưng có một thực tế là việc loại bỏ Web2 và tiến lên hãng Web3 quả là một câu chuyện cổ tích. Chỉ riêng vấn đề cơ sở hạ tầng để đáp ứng cho trải nghiệm người dùng có thể mất đến hàng thập kỷ. CEO của Tesla, tỷ phú Elon Musk, bày tỏ rằng, tôi không nói rằng Web3 không khả thi. Tôi cho rằng hiện tại khái niệm này đang được người ta thổi phồng quá mức. 10, 20 hay 30 năm nữa thì điều này thực sự đáng chờ đợi. 2051 có thể sẽ là một giai đoạn tuyệt vời nhất. Một số chuyên gia còn bày tỏ sự quan ngại về tính phi tập trung của Web3 như cựu CEO của Twitter, Jack Dorsey. Trong ngày 21 tháng 12, 2022, ông đã đề cập đến điều này trên một tweet của mình. Bạn không hề sở hữu Web3, các chủ đầu tư và công ty công nghệ mới là chủ nhân của nó. Chúng ta không bao giờ thoát khỏi vòng lặp này. Web3 vẫn tập trung giống hiện tại, chỉ được dán nhãn khác đi.
Với những thông tin như trên, các bạn đánh giá Web3 chính là xu hướng tương lai hay thông tin đồn thổi? Nó là cuộc chơi của những ông lớn hay sân chơi cho những startup nhỏ sáng tạo? Có lẽ chính người dùng Internet trong tương lai mới có thể trả lời chính xác câu hỏi này. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!